mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Các trợ phương theo phương pháp thực dưỡng. 33. Khi đi du lịch đang ăn dưỡng sinh. Nên đem gạo rang chế nước sôi vào cho thành cơm hoặc cháo để ăn với mè nguyên hột, không trộn muối. Ăn gạo rang hay cháo gạo rang phải đi kèm với mè để không bị bón. Nếu không có gạo rang, có thể ăn cơm trắng với rau chấm muối, nếu không có tương tamari. Ha ha ha, 问什么的说。